Rồi xong. Bây giờ mình tiếp tục mình cắt cái phần còn lại ha. Cái phần túi. Tại lúc đó là chị định là chị chỉ cái video trước là chị định cắt mấy cái lụng dụng hết một lượt. Nhưng mà chị thấy dài quá cho nên là chị chỉ hướng dẫn mới có hướng dẫn cắt cái túi hồng thôi. Cái túi hồng chị chỉ cụ thể cho nên nó hơi kéo dài thời gian. Bây giờ là chị mới tiếp tục chị hướng dẫn thêm cái phần túi mổ. Cái phần túi mổ của mình. Cái túi mổ phía sau ấy ha. Bây giờ mình lấy chiều xuôi, chiều này là chiều xuôi của vải giống như là chiều xuôi của quần vậy. Rồi, chiều ngang này nè là mình lấy qua. Vải sắp đôi nè, vải sắp đôi của mình nè. Chiều ngang mình lấy qua 14. 14 mình chia 2 sẽ là 7. 7 ha. Chiều dài lên sẽ là 15. Số chết ha. Chiều dài sẽ là 15, mình kẻ ngang một đường. Rồi ở đây là hồi nãy là mình nói là ngang đây là 7 nè ha. 7 thì trên đây nhỏ hơn 2 phân, nó sẽ còn là 5. Cái này là phần trên lưng, cái này là phần phía dưới. Rồi chừng nữa khi mai chị sẽ hướng dẫn thì mấy đứa nhìn sẽ hiểu. Chiều dài theo cái thân quần của mình ha, cắt cái đúng chiều dải nha. Cái miếng này là cái miếng vải ém cái túi mổ phía sau. Đây mình cắt xong nó sẽ hình như thế này. Rồi thêm một cái miếng này là chỉ là miếng ém trong bề trái thôi ha. Bây giờ mình sẽ làm cái miếng bề mặt nè. Cái miếng bề mặt thì chiều dài này nè, mình chỉ lấy 13 thôi. Cái này là mình lấy 7 là 14 nè. Còn cái miếng để chị lấy cái miếng giấy cù, chị làm miếng giấy cù này làm đủ rồi. Cái chiều ngang là mình cứ lấy bằng cái thước này được rồi nè. Bằng cái thước này hoặc là cái thước nhỏ hơn chút xíu nữa cũng được. Tại vì là mình quan trọng là mình may cái bảng túi bao nhiêu. Ở đây là chị định may cái bảng túi của chị là 1,2 thì chị cắt 4 nè. Chừng nữa thì chị cắt xong chừng nữa tới theo dõi cái tới may mới hiểu. Chiều dài là 13. Chiều dài là 13, mình cắt một miếng hình chữ nhật xong. Rồi chừng nữa cái chiều giải ngang hay xuôi thì chừng nữa chị khi mà chị đặt lên giải thì cưng nhìn vô cưng sẽ hiểu. Bây giờ nói thì mình cũng được nhưng mà chị thấy nó lu bu. Là tóm lại là cái túi mổ của mình là gồm có 2 miếng. Có 2 miếng ha. Là này xong cái phần túi mổ thì để qua bên. Rồi tiếp theo nữa là mình cắt cái miếng margot. Cái miếng ém. Cái miếng ém dây kéo. Chị sẽ hướng dẫn luôn. Cái này cũng là giải chiều xuôi của cái quần mình luôn ha. Mình tiếp ra giải. Tiếp đo giải qua. Chiều dài thì mình lấy theo cái số này nè. Chiều dài thì mình cứ đo chiều dài của cái phần nãy mình chừa đằng tay dây kéo nè. Cái khớp này nè. Từ đây lên bao nhiêu thì mình chừa đúng bao nhiêu. 18 nè. Thấy không? Cái số 18 nè. Nè, chiều dài là 18. Thì mình đo này chiều dài xuống 18. Rồi ngang qua 2. Nhỏ nhất là 1,5 ha, chứ đừng nhỏ nữa. Từ 1,5 tới 2 chứ đừng nhỏ nữa. Rồi chiều ngang ở trên đây thì mình lấy 4,5. Rồi mình kẻ xéo lên. Cái này là một miếng ém dây kéo. Cái miếng này là gọi là miếng nhọn đi. Cái miếng ém dây kéo. Cái miếng này ém phía dưới nè. Nó có gồm có 2 miếng ém. Cái dây kéo của mình tra dây kéo gồm có 2 miếng ém dây kéo. Ở đây là miếng thứ nhất. Đây miếng thứ nhất khi mình cắt xong mình bung ra nó sẽ hình như vậy. Là miếng thứ nhất. Rồi tới miếng thứ hai. Miếng thứ hai thì mình cắt miếng chiếc ha. Miếng thứ hai thì mình cắt miếng chiếc thôi. Trước tiên thì mình tóm cái thân quần lên. Mình lấy đúng như cái thân quần này luôn. Chiều ngang này nè, mình lấy đúng như cái thân quần này. Cái chiều này mình cũng lấy đúng như cái đường này luôn. Đúng đường trong nè nha, chứ không phải đường ngoài nha, chú ý nha. Cái miếng lúc cái miếng này nè thì mình không cần lấy theo đường nào hết. Mình chỉ đo chiều dài này bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu. Còn á cái tới phần cái miếng sau, cái miếng số 2 á thì mình phải lấy theo cái đường phấn giữa nè. Cái đường phấn mà lúc nãy mà mình ra 7 ly đầu đó. Mình há 7 ly kia mình bỏ đi. Đây.
rồi mình sẽ cũng đánh dấu chiều dài y vậy luôn. Nhưng mà cái độ nghiêng của nó, cái độ nghiêng của nó giống cái thân quần. Y cái thân quần luôn. Rồi xong, mình lấy thân quần ra. Rồi xong, chiều ngang này cưng cũng lấy cho chị bằng một cái thước này là 4 phân. Ha, nè, chiều ngang là lấy bằng cái thước 4 phân. Kéo thẳng cho chị. Ở đây nó có hai cách may. Một á là cưng cắt. Cái miếng này nó có đường cong. Đây. Là mình cắt một miếng nó có đường cong. Còn cách thứ hai thì mình cắt nó sẽ, mình không cắt đường cong. Thì mình gạch nó có cái góc, mình gạch nó có cái độ nghiêng thôi. Cưng thấy không? Nó có cái độ nghiêng nè. Mà cái độ nghiêng dễ may hơn. Lần đầu tiên chị chỉ cho may cái đường nghiêng đi. Còn cái đường cong, cắt đường cong thì chị nữa may đường cong, cắt đường nghiêng thì chị nữa may đường nghiêng, chứ không sao hết. Rồi bây giờ chị cho cắt may theo cái đường nghiêng nè, đặng chị nữa chị hướng may đường nghiêng cho nó dễ. Đây, cắt xong nó sẽ như vậy. Là ở đây hai miếng ém dây kéo của mình. Hai miếng ém dây kéo. Rồi xong. Còn cái phần mà cái thẻ dây nịch á thì bây giờ khỏi cắt cái này, chuyện nữa vô giải thì chỉ cắt dễ lắm. Thẻ dây nịch thì mình chỉ cắt cái thẻ là mình may cái thẻ mình lộn lại, mình cắt cái thẻ là tầm khoảng bằng cái thước trở lại thôi. Rồi mỗi một thẻ mình may xong nó sẽ là 8 cm, mình cắt mỗi một mình cắt nguyên một cọng dài đi, mình may xong. Mình lộn lại xong rồi mình sẽ làm cái thẻ. Thì may xong cái thẻ nó còn nhỏ thôi, cái thẻ nó khoảng tầm 1.2 là được rồi, 1 cũng được, nó tùy theo. Rồi mình may lộn lại hết rồi chừng nữa chị chỉ cho lộn hết nó nhỏ cỡ này là được rồi. Nữa lấy dụng cái may được rồi, chắc giờ nó mất công. À xong.